À, hôm nay bạn học viên của lớp hôm nay mình sẽ vẽ mí cho các bạn chúng ta xem trên giấy nha. Rồi ok, bắt đầu đi Kim. Rồi để em vẽ mí thì mình lấy từ 0 cho tới 3 các bạn ha, 3 cm. Từ 0 tới 3 cm và ở giữa chúng ta sẽ chấm một điểm để chia đôi, đó là 1 1 1 rưỡi nha các bạn, 1 rưỡi cm, 1,5 cm. Rồi bắt đầu chúng ta chia đôi ra, gạch một đường xuống dấu chữ thập đó các bạn ha. Rồi bắt đầu sau đó chúng ta sẽ hướng bắt đầu vẽ nha. Thì nếu mà đi phun mí các bạn thì chúng ta sẽ, đây cô chị nha, phun mí thì chúng ta sẽ bắt đầu từ ở giữa này và chúng ta phun, chúng ta đi ở đây, chúng ta phun ra đây, chứ chúng ta không được bắt đầu từ ở đầu này chúng ta đi. Nếu các bạn quen, những bạn nào quen master rồi các bạn đi từ đầu này được bình thường không sao, nhưng những bạn học viên mới thì mình khuyên các bạn đi từ giữa đi ra, còn quen là bạn đi từ đuôi lên hay đi đầu gì cũng được, mình không có nói ha. Còn đây là cái clip này mình sẽ hướng dẫn cho những bạn căn bản. Thành ra nhiều bạn mà có ý kiến đó, ủa sao tôi cũng đi đầu đi đuôi được, thì cái đó là do các bạn đã biết rồi, thì có thể các bạn bỏ qua cái clip này ha. Bởi vì cái clip này là dành cho những bạn căn bản, mình hướng dẫn cho những bạn căn bản thôi. Còn những bạn kia thì những bạn mà biết rồi thì bắt đầu mình hất từ đuôi, mình đi ra đây một lèo tới đây cũng được, hoặc từ đây mình đi lèo tới đây được, sao đi cũng được hết, miễn các bạn đi đẹp là được rồi. Nhưng những bạn căn bản thì bắt đầu các bạn phải đi từ ngay điểm này các bạn, từ ở điểm giữa các bạn đi ra ha, từ đây các bạn đi ra, ở đây là đi đậm. Giờ mình chưa có hướng dẫn về vẽ hất đuôi nha, mình chỉ hướng dẫn là đi tròn cái chân của chân mi thôi ha các bạn, đi ngay cái chân của cái cọng mi mọc quá ha. Thì bắt đầu từ đây mình sẽ đi ra và đi từ từ đi xuống đây, và xuống đây nó sẽ mỏng trở lại, ở đây dày nhưng mà lên đây dày, ở đây mỏng chứ, ở đây mỏng, có lên dày từ từ bắt đầu cái dày, bước qua đây dày cái từ mỏng lại, cái đường xuống đây là nhuyễn, được không các bạn? Nhớ nha, các bạn không có được đi cái cây kim mà xuống bắt đầu từ đây, những bạn mới tuyệt đối không đi. Bởi vì sao? Ở ngay đây người ta có một cái tuyến lệ ngay đây nè, cái tuyến lệ ngay đây nè. Nếu cả chẳng may các bạn chọt kim, thường các bạn đặt kim xuống á, các bạn đi động tác giả, các bạn đi xuống, nhưng những bạn mới chưa quen, các bạn chọt cái kim xuống, có nhiều khi ngay cái tuyến lệ của người ta thì nước mắt nó tràn ra, nó tèm lem này kia nọ, rất là khó đi. Và trên mí mắt á, thật sự nó dễ nhưng mà nó cũng không phải là dễ, bởi vì nó có rất là nhiều mao mạch, rất là nhiều mao mạch ở trên cái phần mí mắt. Thành ra chúng ta phải cẩn thận đi, từ ban đầu chúng ta phải đi đúng kỹ thuật thì những lần sau các bạn đi sẽ dễ hơn ha. À, rồi bây giờ vẽ cho cô đi em. Rồi bắt đầu đi từ ở giữa chúng ta sẽ đi ra nha. Rồi bạn học viên mình vẽ cái đường mí mắt đây cho các bạn xem. Đó, trước khi mà mình phun thì mình sẽ đi cái đường mí mắt như thế này. Rồi mình đi ra từ các bạn, đi ra từ ha. Đó, đi ra từ rồi. Thường ở phía sau thì nó sẽ hơi mập hơn ở phía trước thì mình vẽ nó sẽ ốm lại, còn phía sau thì mình vẽ nó hơi mập hơn. Rồi đúng rồi, đó. Ở dưới chỉ là một đường nhuyễn thôi, đúng rồi, ở trên bắt đầu dày. Rồi từ đây bắt đầu mình đi qua, mình đi xuống từ. Đó các bạn, thì cái đầu bên này nè, bạn học viên vẽ chưa được chính xác lắm. Cái đầu bên này nè các bạn, mình đi từ đây, mình đi xuống đây từ, và cái đầu bên này nó phải đi xuống như thế này đây các bạn, đi xuống nó nhỏ hơn nè các bạn, cái đầu bên này nó phải nhỏ hơn như nè, hiểu không? Cái mí mắt của người ta nó phải vậy nè, hiểu không? Đó ha. Rồi bên này cũng vậy nè, chỗ này là mình phải đi sao, mình phải dày mực, đúng không? Chỗ này là mình phải dày mực nha các bạn, chỗ này mình phải dày mực nè, hiểu không? Đó cô vẽ đây nè, đi xuống đây nè, cái này nó hơi vậy nè, đây con mắt của người ta chỗ này nó hơi vậy nè, đúng không? Đó, ngay chỗ lỗ ghèn đâu đây nè, đúng không? Đi vô đã ngứa lắm, nhưng mà đi phải đi khéo. Rồi bắt đầu từ đây mình đi vòng qua đây các bạn, đi vòng qua đây, bắt đầu mình đi xuống đây, mình đi xuống một đường khúc này là nhẹ nhẹ thôi, chỗ này là nhẹ nhẹ thôi ha, một cái đường nhẹ, xong mình đi lên đây, bên đây chỗ này bắt đầu là dày, chỗ này là dày nhất này nha các bạn nha, chỗ này dày nè ha các bạn. Đó thì kỹ thuật vẽ mí mắt là vậy, mình hướng dẫn trên cái giấy để cho các bạn chúng ta vẽ, để nha, các bạn chúng ta vẽ để mà mình có cái đường để mà mình vẽ lên trên cái phần da giả thì mình mới đi nha các bạn. Đó phần này nè, dày nè, đây nó mỏng nè, đó hai bên này là nó mỏng ha, hai bên này nó mỏng nè, thấy không cưng? Đó hai bên này nó mỏng như nè, đó còn đây là đó, đi xuống như nè,
Rồi ok. Thì trên trên da giả cái đường ngang này, cái đường ngang này từ đây, từ cái điểm này qua cái điểm này là 3 cm nha các bạn. Rồi sau đó chỗ này là nhiêu? 1,5. Đúng rồi, chỗ này là 1,5 cm nha các bạn. Rồi sau đó mình gạch chữ thập rồi mình cứ chia đôi ra mà mình vẽ thôi ha. Rồi mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong ở trên giấy. Bây giờ học viên của mình sẽ bắt đầu vẽ ở trên da giả luôn nha các bạn. Rồi vẽ da giả luôn. Cũng chia theo tỷ lệ y chang như vậy luôn nha các bạn. Giờ chỉ xem các bạn học viên mình làm thôi. Rồi bắt đầu mình chia đôi ra các bạn. Thường phun mí mình hay khuyên các bạn học viên của mình là mình hướng dẫn vẽ mí trên, mình không có hướng dẫn vẽ mí dưới. Bởi vì vẽ mí dưới nhìn sẽ rất là dữ các bạn ha. Tại mình cũng hay nói đùa với các bạn học viên là cô dạ cho em làm cho người ta đẹp chứ không phải làm dạ cho em để làm em nhát nít. Đó mình hay dùng cái câu vậy đó. Thì chính vì điều đó mà các bạn học viên mình thường phun là mình khuyên là phun mí trên không phun mí dưới. Tại vì phun mí dưới nó sẽ làm cho con mắt rất nhìn rất là dữ các bạn. Nhìn nó sẽ không đẹp ha. Và bây giờ ta phun mí trên nhưng mà ít ai mà phun mí dưới lắm các bạn ơi. Đó, bắt đầu mình đi ra hai bên nó sẽ nhỏ lại. Thì đó, để khi mà mình tập đi mí mắt thì mình sẽ vẽ theo kỹ thuật như thế này. Rồi cái đầu chúng ta sẽ đi thôi ha. Chúng ta sẽ đưa máy và chúng ta đi thôi. Đó, ok. Mình đã hướng dẫn cho các bạn xong. Còn nếu như bạn nào mà muốn đi mí dưới thì chúng ta sẽ đi vẽ cho cô cái đoạn qua cô giảng. Mình sẽ đi tới một khoảng xuống chút xíu vậy thôi. Rồi chúng ta dừng lại. Rồi ngưng, dừng lại. Đó các bạn. Đó mình đi xuống tí xíu vậy thôi. Nhưng mà tốt nhất là không nên đi mí dưới. Mình khuyên một câu là không nên đi mí dưới nha các bạn. Rồi ok. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Bạn nào muốn học thì chúng ta hãy đến với lại hôm nay nha. Hai cô giáo mình thả tim tiếp. Hai cô học trò chứ mình hai cô giáo. Hai cô trò. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục vẽ trên da giả nha. Để thực hiện cái bài này thì chính học viên Hằng sẽ vẽ cho các bạn. Và mình ngồi mình chỉ có giải thích thôi ha. Rồi bây giờ bắt đầu trên da giả bắt đầu Hằng vẽ nha. Rồi đầu tiên cũng vậy y chang như trên cái bài vẽ trên giấy. Thì bắt đầu chúng ta sẽ lấy từ số 0 cho tới 5,5 cm. Giống như ở trên cái clip mà bên vẽ trên giấy á, các bạn nào mà chưa biết bài vẽ trên giấy thì chúng ta coi lại clip đó nha. Đó, từ 0 tới 5,5 cm chứ quên, 5,5 cm. 5,5 cm lộn, xin lỗi các bạn. Từ 0 tới 5,5 cm. 5,5 cm đi. Dạ 5,5 cm rồi. Ok. Rồi mình bắt đầu mình chia đôi ra là 0,275 cm. Chia đôi là 275 là ngay chỗ cái dân trung các bạn. Rồi ở trên đi xuống là chúng ta sẽ là 2,5 cm. Đúng rồi. Cái tỷ lệ này thì mình đã có hướng dẫn ở bên bài kia rất là rõ ràng tỉ mỉ. Các bạn muốn xem thì chúng ta cứ quay qua coi cái clip đó, xong rồi chúng ta coi clip này nha. Bên này cũng vậy, cũng 2,5 cm. Rồi tiếp tục. Giờ chúng ta gạch qua. Gạch qua rồi xong rồi chấm ở giữa luôn. Rồi ở giữa là chúng ta sẽ hai chấm ở giữa tâm là 2,75 cm. Có nghĩa là cái nhân trung các bạn ha, cái điểm tâm hay là tim môi ha, là nhân đôi mình chia đôi ra ha. Rồi bắt đầu từ ngay chỗ cái nhân trung, từ ngay chỗ nhân trung ra tim môi thì chúng ta sẽ lấy mỗi bên, đúng rồi đúng rồi, vô ngay cho số 1, lấy mỗi bên là 0,5 cm. Ở dưới cũng vậy, các bạn cũng lấy 0,5 cm. Rất là dễ đúng không các bạn? Rồi ở trên mình lấy từ ngoài vào trong. Mỗi bên cũng 0,5, góc này 0,5, góc trái 0,5, góc phải 0,5. Rồi ở dưới cũng vậy. Góc phải 0,5 và góc trái cũng 0,5, đối xứng nhau ha. Rồi tiếp tục, chúng ta sẽ kẻ từ trên, kẻ nối đường trên, đường dưới. Rồi tiếp tục nối với nhau hết luôn. Nối từ trên, nối xuống. Những đường đó chúng ta nối song song lại với nhau hết. Nối điểm trên và điểm dưới nha các bạn. Đúng rồi.
Rồi, rất là tốt. Rồi bắt đầu từ cái chỗ đường kẻ đầu tiên các bạn. Cái đường gạch ngang đầu tiên đó, chúng ta sẽ đi xuống là 0,2 cm. Rồi bên đây cũng vậy, 0,2 cm. Nói ngồi nó lộn luôn. Không sao, các bạn học dịch còn lộn Hồ Chí Minh. Rồi bắt đầu từ trên này đi xuống nữa là 1 cm. Bên này cũng vậy, 1 cm. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ nối lại với nhau hai đường 0,2 cm với lại 1 cm, chúng ta nối với nhau để chi? Để chúng ta chia cái phần 1 cm này, chúng ta sẽ chia ra, mình lấy cái môi trên là 1 cm, nãy cái phần này là 2,5 đúng không các bạn, thì ở phần này là 1,5 cm, này là 1 cm, thì cộng lại là 2,5 ha. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ nối nhân trung lại với nhau. Đúng rồi, chúng ta sẽ nối lại, các bạn nhớ nối không để lệch tâm nha. Nói là hai điểm nó gặp nhau ở giao điểm, nó là ngay tâm đó các bạn, không lệch nha các bạn, lệch là nhân trung xấu liền đó, nó phải nằm ngay giao điểm như thế này nè nha. Đó, rồi tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ vẽ thôi các bạn. Rồi các bạn sẽ bo tròn nhẹ từ từ, chúng ta phải vẽ từ từ, đầu tiên mình vẽ nhạt 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 từ từ, rồi hồi mình mới đồ đậm lại sau á các bạn. Mình đi từ 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 đi xuống đó, từ ngay cái độ chỗ mà mình gạch ngay đây nè các bạn, học viên mình đang vẽ nè, ngay đừng gạch ngay đây nè, ngay bắt đầu từ đây là bắt đầu mình đã lượn ra, mình lượn ra để tạo cái phép cười ha. Rồi tiếp tục bên này cũng vậy, mình cũng đi vòng qua, mình đi xuống từ từ các bạn. Rồi bạn Hằng này là mới học ngày hôm qua thôi nha các bạn, mới học là có ngày hôm qua là bạn học được một tiếng mấy là bạn đã vẽ được rồi đó các bạn. Rồi tiếp tục cái phần dưới của cái môi trên đó, đúng rồi đó, bắt đầu cong qua và lượn vô từ 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 từ, vẽ theo kiểu bay bay bay, nó lượn nó cong nó tự nhiên các bạn ha. Rồi bên này cũng vậy, bạn cũng vẽ lên các bạn, cũng vậy vẽ lên ha, vẽ lên rồi lên trên từ 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 lượn lượn và nó bay xuống từ từ, đúng rồi đó, chính xác. Rồi thì cái đường môi dưới thì cái đường này bắt buộc mình phải để đường thẳng nha các bạn, nhưng đường thẳng như bắt đầu từ đây, từ ở giữa cái tâm môi này nè ha, cái tâm cái tim của cái môi dưới bắt đầu từ đây mà bắt đầu mình bắt đi ra đây và từ đây mình bắt ra đây thì nó sẽ đều cho cái phần môi dưới ha. Rồi bắt đầu bạn Hằng bắt đầu vẽ đây đó, bắt đầu mình bắt đầu từ 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 các bạn, cong nhẹ lên từ từ và đi tới cái đường vạch thì bắt đầu từ từ các bạn lượn đó, cái đường vạch để mình lượn để mình canh cho đều hai bên đó các bạn ha, mục tiêu mình gạch ở chỗ đó là vậy đó ha. Rồi tiếp tục mình đi ra chút xíu nữa, đúng rồi đó, rồi cũng theo từ đường gạch đó và chúng ta lượn xuống. Rồi thì sau khi bạn đã vẽ xong rồi các bạn, bạn đã vẽ xong theo tỷ lệ rồi ha các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ, nếu mà là giấy dầu ở giấy kia thì chúng ta sẽ gươm nó đi, còn cái này thì một hồi khi mà mình phun lên, thì cái phần này mình lấy giấy, mình lấy cái dầu baby oil á các bạn, cái dầu baby oil hoặc là dầu này không biết dầu gì ta, dầu không biết dầu gì nha, dầu ô liu ha, dầu ô liu cũng được nha, mà bà các bạn có thể lấy dầu dừa cũng được luôn, hoặc là dầu ăn cũng được luôn, dầu ăn thì nó hơi ấy tí xíu nhưng mà miễn cái gì mà trơn là nó sẽ trôi đi hết đó các bạn ha, là mình chùi hết thì nó sẽ thể hiện ra cái này. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ để mình chụp hình lại trước khi mình chùi nha. Từ từ đi.
ở dưới nha. Rồi nãy giờ mình quay cái phần môi trên, bây giờ bắt đầu các bạn sẽ tạo cái phần bờ môi dưới nha các bạn. Đó, bắt đầu tách ra nè, bạn vẽ cái đường ở giữa vô nữa là tách ra nha. Cô Cẩm mới chụp hình nữa nè, chụp hình đấy rồi để lên trang nè, rồi cho mượn nha. Quay cô xài điện thoại ấy, ra ngoài đường bị người ta giật quà. Máy mình chụp với các bạn, máy mình chụp máy dởm ra chụp nó sẽ không được đẹp, bởi vì nhiều khi á các bạn học viên làm cũng đẹp lắm nhưng mà mình chụp nó chết quớt à. Rồi ok đó, bây giờ làm đã hướng dẫn cho các bạn chúng ta là tìm cái quá tìm nhà dễ thương ghê, đã hướng dẫn cho các bạn chúng ta vẽ xong trên da giả do học viên Hằng thực hiện ha các bạn ha. Rồi chúc các bạn chúng ta vẽ thành công. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Hai cô trò mẫn miệng bye bye cả nhà trên YouTube và trên Facebook nha. Bye bye Hà Tiên.